Rồi rồi cảm nhận. Ủa, trời ơi hay quá rồi. Rồi các bạn ơi, bạn pin thải trúng một con sâu rồi, thải tiếp là bạn pin ơi. Hay quá, còn một con nữa thôi, hay quá. Thủy rồi, lắm chứ anh lại thủy rồi. Trời ơi các bạn ơi, bạn pin còn một con sâu này khó quá. Rồi thải thôi. Ê, thủy luôn rồi. Các bạn ơi, bạn pin không có thải trúng con sâu nghe, con sâu màu cam. Nhanh lên bạn pin ơi, chưa trúng rồi. Từ từ tiên, từ từ hiên, từ từ nhớ. Ôi hay, wow yeah, number one. Xin chào các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay bạn pin sẽ giới thiệu cho các bạn hai bộ đồ chơi nha. Đây là bộ đồ chơi đánh gôn. Đây nó có 5 trái gôn nè, hai đồ đánh gôn luôn nha, với một cây nữa. Đây, cây này giống cây của chú cảnh sát á. Còn đây là bộ đồ chơi, đây bowling của hình con sâu nha, đẹp lắm. Bây giờ bạn pin sẽ đổ ra nha. Nó có trái bánh nữa đó. Rồi mình đổ ra thôi. Rồi. Ê. Trời ơi. Wow, các bạn ơi, đây là bộ đồ chơi con sâu nha. Rồi bây giờ bạn hai cái râu của con sâu á. Giờ mình xếp lên cho bạn pin lấy trái banh thải nha. Rồi bạn pin là cầm trái banh thải cho bạn pin ơi. Thải thử nha. Rồi cầm trái. Wow, trời ơi hay quá. Rồi các bạn ơi, bạn pin thải trúng một con sâu rồi, thải tiếp là bạn pin ơi. Hay quá, còn một con nữa thôi, hay quá. Thủy rồi, lắm chứ anh lại thủy rồi. Trời ơi các bạn ơi, bạn pin còn một con sâu này khó quá. Rồi thải thôi. Ê, thủy luôn rồi. Các bạn ơi, bạn pin không có thải trúng con sâu nghe, con sâu màu cam. Nhanh lên bạn pin ơi, chưa trúng rồi. Từ từ tiên, từ từ hiên, từ từ nhớ. Ôi hay, wow yeah, number one. Rồi bây giờ mình sẽ mở bộ đồ chơi ăn chó hả? Con su, đồ chơi đánh gôn nha. Đây nè các bạn ơi, rồi bạn pin ơi, mở đồ chơi đánh gôn ra nghe. Rồi mở lên con. Wow hay quá. Wow, trời ơi. Rồi rớt hết rồi các bạn ơi. Xếp lại bạn pin ơi, xếp lại. Rồi đây nè các bạn ơi, đây trái banh nè, mình xếp lên đây nghe. Đây một trái banh nè, màu trắng. Rồi đây một cái lá cờ nữa nè. Rồi đây thêm một cái trái banh bự nữa. Rồi bạn pin ơi, bây giờ mình lấy cây này mình đánh nè bạn pin ơi. Đây cầm lên. Đây giờ cho bạn pin đánh thử trái này nghe. Rồi đánh đây nè. Đây là cái đầu đánh gôn nha. Nè mình sẽ đánh như thế này nè. Đó, đánh mạnh lên cho bạn pin đi lụm. À đứng đó lụm nha, đứng đó lụm nha. Bác Thành đánh nè. Đây. Trời ơi không phải, đánh bằng đầu này nè. Lụm chiếc banh màu xanh lại. Rồi đưa chiếc banh bự đây luôn. Nè cầm cái này đi, con cầm cái này. Rồi đây. Rồi con đứng đó nghe, bác Hạnh thải con đánh nha. Rồi các bạn ơi, giờ thải cho bạn pin đánh thử coi trúng không nghe. 1 2 3 đánh. Rồi thấy rồi, lắm lỡ. Rồi thải lại trái này nghe. Rồi đánh trái này đi, đánh trái này nè, chuẩn bị nè nghe. 1 2 chó hả? Rồi đánh nghe. 3 trời ơi đứa rồi. À, cái này khó đánh quá các bạn ơi, cái này bạn pin. Rồi thấy nhẹ gì gần cho bạn pin đánh nghe. Rồi thấy gần thế nè. 1 2 3 y. Rồi đây nè, trái này đi. Rồi bây giờ mình, đây các bạn ơi, bây giờ mình đánh thử mấy cái trái gôn này cho bạn pin lụm nha. Đây nè, đây rồi đánh gôn mình đánh như thế này nè, bạn pin lụm nha. Như thế này, em để cái gôn về mình đánh nha. Đây mình phải đánh vô cái lỗ mới được. Rồi các bạn ơi, bây giờ bạn pin sẽ đánh trái banh màu xanh với màu trắng vô cái lỗ nha. Ê rớt hoài hả?
Trời ơi, rồi có nhận được không? Nhẹ nhẹ thôi nha. Hay quá. Rồi đánh vô lỗ nha, đánh nhẹ nhẹ thôi nha. Wow, rồi đánh cái màu trắng luôn. Ý, trời ơi, xếp vô rồi, xếp vô. Để gần lại, để gần lại. Ý, đây, để gần lại cho bằng pin đánh vô nha các bạn. Hay quá, pin sắp đánh xong rồi. Từ từ nha, từ từ đỡ cái hình quay nha. À, rồi đánh cái màu trắng vô. Ý, rồi để lại, xếp vô rồi, xếp vô rồi. Hay quá. Đá banh á. Ừ, đá banh á, chú coi đá banh á. Rồi, đánh vô nha. Ý, trời mạnh lên, mạnh lên. À, làm lại nha. Đây, bắt hình đẩy cho. Rồi, làm lại nha. Rồi, đánh. Ơi, rồi đánh trái màu xanh. Trời ơi, các bạn ơi, bạn Bin đánh không trúng luôn. Để gần lại cho bạn Bin đánh nha. Rồi, đánh. À, rồi đánh trái màu xanh. Rồi, các bạn ơi, sau một thời gian thì bạn Bin cũng không thể nào đánh mấy trái banh này vô cái lỗ được. Rồi mình làm lại một lần cho bạn Bin đánh trúng không nghe, để sát bên luôn nè. Rồi để sát bên cho bạn Bin đánh nha. Rồi. Rồi, đánh mạnh vô. Chưa. Con đánh gì nè? Con đánh cây này đi. Đây, cây này dễ đánh hơn nè. Ừ. Rồi bây giờ bạn Bin sẽ đổi cây màu vàng nha. Đánh mạnh lên, đánh mạnh lên. Rồi không được rồi. Rồi tự Bin để lên nha. Ý hay quá, yeah. Đây nè các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng bạn Bin chơi hai bộ trò chơi nha. Một đây là bộ đồ chơi đánh gôn nè, còn này là bộ đồ chơi bowling hình con sâu nha. Rồi bạn Bin sẽ lấy cái này ra bài kia cho bạn Bin chơi. Đây bây giờ mình sẽ chơi thử cái trái bowling này nha. Đây bowling mình nắm ngay chỗ này nè, cái mình thải vô cho sâu nó rớt. Đây nhẹ quá không rớt. Rồi để mạnh lên. Ôi rồi rớt hai trái luôn. Ba trái luôn. Ôi trời, rớt ba trái luôn, hay quá. Rồi tới bạn Bin thải nha. Rồi bạn Bin thải thử nha. Rồi. Wow, bạn Bin rớt hai con luôn rồi. Một con nữa. Hay quá. Còn đây là cái đồ đánh gôn này các bạn, nó có hai cây nghe, một cây có màu xanh lá cây với màu tím. Còn cây này là màu vàng với màu đỏ. Đây. Đây này các bạn ơi, đi một cây gôn nữa. Đây các bạn ơi, đây là hai bộ đồ chơi nha. Một bộ đồ chơi Bin con cầm cái gì trên tay hả? Đây đó là bộ đồ chơi. Wow, bộ đồ chơi đánh gôn nha các bạn. Còn này là bộ đồ chơi bowling hình con sâu nè, rất là đẹp nha. Như vậy là video đến đây là hết rồi nha các bạn. Hẹn các bạn video lần sau nha. Có máy bay các bạn đi. Bye bye. Máy bay hẹn các bạn video lần sau. Rồi mình đi vô thôi.